Dọn tóc gáy câu chuyện thuồng luồng bắt người ở Bắc Cạn. Nếu không phải con cháu dòng họ Ma và không đi guốc thì sẽ bị thủy quái này giữ lại dưới lòng hồ. Dù không phải đồng bào sinh sống lâu đời ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, nhưng khi nghe đến câu chuyện thuồng luồng bắt người, ai cũng run lên cầm cập, tim đập chân run. Các bố lão trong vùng đã kể lại, ngày xưa, gần trăm năm về trước, những người đàn ông dòng họ Ma đi quăng chài kéo cá, thì vô tình có một quả trứng lạ bám vào cái lưới. Dù đã nhặt lên và ném đi tận 2 lần, nhưng quả trứng ấy vẫn tiếp tục dính chặt vào tấm lưới. Linh tính mách bảo về 2 chữ duyên số, nên những người đàn ông quyết định mang về nhà cho gà ấp. Một thời gian sau, bất ngờ cái trứng nở ra một con vật kỳ quái mà người ta gọi nó là thuồng luồng. Nó có xương giống con rồng, nhưng thân lại giống con rắn, có điều là kích cỡ lại to hơn rắn gấp cả chục lần. Đợi sau khi thuồng luồng lớn lên, người nhà họ Ma đã đem nó thả xuống một mỏ nước cạnh nhà, cùng lời dặn, tao có công nuôi mày, giặc mà tới cướp bóc thì phải coi nhà hộ tao, bảo vệ tài sản. Vì thời ấy bấy giờ, đồng bào mình thường đi guốc, còn giặc thì đi dép, nên người nông dân này mới yêu cầu thuồng luồng phải bắt hết những kẻ đi dép qua địa phận này. Cùng lúc này, nhà họ Ma dựng vợ cho một người con trai. Vì là dâu mới, nên chưa ai kịp dặn cô về câu chuyện thuồng luồng. Thật buồn là ngay sau đêm tân hôn, cô dâu mới đã đi xuống mỏ gần nhà gánh nước, rồi không may bị thuồng luồng giữ lại dưới lòng hồ vì chân cô đi dép. Ở phần tiếp theo, chúng tôi đưa các bạn khám phá hang ổ của thuồng luồng và câu chuyện kỳ lạ khi người nhà họ Ma đời nào cũng có vài thành viên có vảy ở trên người.